thưa quý vị trưa nay đảng tiến bước đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại thái lan kết quả được công bố bởi ủy ban bầu cử thái lan sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan, thì đảng tiến bước giành được tổng cộng là 152 ghế tại Hạ viện, gồm 113 ghế nghị sĩ theo khu vực bầu cử và 39 ghế nghị sĩ theo danh sách đảng. Đảng Vi nước Thái đứng thứ hai và Đảng Tự hào Thái Lan đứng thứ ba. Trong khi đó, Đảng Quốc gia Thái thống nhất của Thủ tướng Prayut chan cha xếp thứ 5 Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 75,22%, cao hơn cả mức kỷ lục 75,03% trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2019 Bột. Sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, lãnh đạo đảng Tiến bước ông Piad Limjad Reat cho biết là sẽ tìm cách xây dựng một liên minh 6 bên, trong đó sẽ bao gồm đảng vì nước Thái. Thưa quý vị, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và đối thủ là Kemal Kılıçdaroğlu có thể sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai dự kiến vào ngày 28 tháng 5 tới đây do cả hai bên không giành được hơn 50% số phiếu ủng hộ. Và theo kết quả sơ bộ sáng nay thì với 96,41% số phiếu được kiểm, đương kim tổng thống Tayyip Erdogan thuộc Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền giành được 49,42%, trong khi đó thì đối thủ của ông thuộc Liên minh Quốc gia và Đảng Nhân dân Cộng hòa đối lập thì nắm giữ là 44,88% số phiếu. Phát biểu tại thủ đô Ankara cùng ngày, tổng thống thổ nhĩ kỳ Erdogan bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng ở cuộc bầu cử vòng 1, song vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng được công bố và sẵn sẵn cho cuộc bầu cử vòng thứ hai. Đây được xem là cuộc bầu cử quan trọng nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 100 năm qua, không chỉ quyết định người lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới, mà còn quyết định cách thức xử lý cuộc khủng hoảng chi phí hiện nay, cũng như là các quan hệ quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga, Trung Đông và phương Tây. Bộ Nông nghiệp Hungary cho biết là nước này sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Và theo giới chức Hungary, thì điều này là kết quả của hành động chung của Hungary, Ba Lan, Slovakia, Bulgaria và Romania. Lệnh cấm đơn phương của Hungary đã được thay bằng lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với việc bán ngũ cốc tại 5 nước Đông Âu. Bộ Nông nghiệp Hungary cho biết là lệnh cấm tạm thời nhập khẩu lúa mì, ngô, hướng dương, hoa cải của Ukraine vào 5 nước Đông Âu đã có hiệu lực từ ngày 2 tháng 5 tới ngày 5 tháng 6, theo quyết định của Ủy ban châu Âu. Và trước đó, thì các nước trên đã cấm nhập khẩu các sản phẩm này ở cấp độ quốc gia. Ngoại trưởng các nước liên minh châu Âu EU vừa thống nhất sẽ điều chỉnh chính sách với Trung Quốc nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào kinh tế và bắt đầu lên kế hoạch để thực hiện mục tiêu trên. Kế hoạch này là nỗ lực mới nhất nhằm duy trì cách tiếp cận đặc biệt của EU đối với Bắc Kinh và đồng thời cân bằng mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá đây sẽ là một quá trình không hề dễ dàng đối với EU. tiếp tục coi Trung Quốc là đối tác trong các vấn đề toàn cầu, nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh kinh tế. Đây là đề xuất mới trong chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc mà các ngoại trưởng Liên minh châu Âu-EU vừa nhất trí. Chúng ta vẫn có sự phối hợp với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực với nhiều vấn đề khác nhau, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần cạnh tranh với Trung Quốc và giảm sự phụ thuộc kinh tế, đặc biệt là khi những sự phụ thuộc này trở nên quá lớn và quá rủi ro. Theo cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, sẽ có rủi ro nếu sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc của EU trở nên quá lớn. Đây cũng là bài học của EU khi họ từng mắc phải sự phụ thuộc vào khí đốt của Moscow trong những năm trước khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, giới chức EU cũng nhấn mạnh mục đích của sự điều chỉnh chính sách này không phải để chia rẽ nền kinh tế EU và Trung Quốc, mà để cân bằng mối quan hệ và tránh sự phụ thuộc quá mức vào một số lĩnh vực quan trọng. Trung Quốc vẫn là một đối tác lớn, trao đổi thương mại giữa EU và Trung Quốc lên tới 2,7 tỷ euro mỗi ngày. Vì vậy sẽ không có chuyện tách rời, nhưng họ chắc chắn là một đối thủ cạnh tranh quan trọng cả về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Dẫu vậy, việc giảm phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc sẽ là một chặng đường không hề dễ dàng bởi sự liên kết mật thiết và quy mô thương mại đầu tư rất lớn giữa hai bên. EU đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc đối với các công nghệ quan trọng như tấm pin mặt trời và nhiều lĩnh vực khác sự phụ thuộc kinh tế vào trung quốc của các nước châu âu đặc biệt là đức ở mức rất cao nếu không có trung quốc các ngành sản xuất xe điện sẽ gặp khó khăn quá trình chuyển đổi năng lượng cũng sẽ bị cản trở vì không đủ các tấm pin năng lượng mặt trời Hiện giới chức EU đang lên kế hoạch đa dạng hóa các nguồn cung cấp trong các lĩnh vực chính, đặc biệt là các lĩnh vực trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi xanh như chất bán dẫn, mạng viễn thông 5G và 6G, pin, nguyên liệu thô và các khoáng sản quan trọng. Dự kiến một số đề xuất cụ thể sẽ được trình lên hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 6 tới. Số người nhập cư từ Mexico sang Mỹ giảm 50% sau khi có luật mới có hiệu lực. Số người nhập cư trái phép qua biên giới phía nam của Mỹ với Mexico đã giảm gần 50% kể từ khi điều khoản 42 về hạn chế người di cư với lý do ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng hết hiệu lực từ ngày 11 tháng 5. Trong ngày 12 và 13 tháng 5, số người di cư trái phép vào Mỹ giảm còn 6.300 người và 4.200 người. Phía Mexico cho biết Họ không thể tiếp nhận quá 1.000 người di cư bị phía Mỹ trục xuất trong một ngày bởi thiếu các điều kiện cần thiết để cấp quy chế tị nạn cho số người này. Australia sẽ thành lập 9 đặc khu phát thải dòng bằng không trên cả nước nhằm bố trí hoạt động sản xuất khí đốt, năng lượng tái tạo và hydro đi đôi với hoạt động sản xuất công nghiệp, tình luyện và các ngành công nghiệp mới. Các đặc khu này sẽ được thiết kế với cơ sở hạ tầng dùng chung cho khí đốt, năng lượng tái tạo, thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon và sản xuất hydro nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế với phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Chính phủ Australia hy vọng các đặc khu này có thể trở thành nam châm thu hút đầu tư trong khu vực. Trung Quốc khởi động các dự án thí điểm tại 20 thành phố trên cả nước để tạo ra môi trường sinh con và nuôi dạy con thân thiện, thúc đẩy tỷ lệ sinh đang sụt giảm. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra văn hóa hôn nhân và sinh con thời đại mới tại Trung Quốc. Trọng tâm của các dự án là khuyến khích lập gia đình, sinh con ở độ tuổi phù hợp, khuyến khích cha mẹ chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con cái và hạn chế việc đòi xính lễ cao cùng một số hủ tục lạc hậu khác nhiều tỉnh thành phố đã hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ văn hóa hôn nhân thời đại mới và điều tra xử lý các vấn đề liên quan. Nhà sản xuất nước giải khát hàng đầu Nhật Bản Asahi Soft Drink đang thử nghiệm vận hành 30 máy bán hàng tự động có khả năng hấp thụ khí CO2 từ khí quyển. Và Nhật Bản thì cam kết đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, thúc đẩy hàng loạt chính sách để cắt giảm khí thải, bảo vệ môi trường. Đây là mẫu máy bán hàng tự động mới của Asahi Soft Drinks. Nó có thiết kế đặc biệt cho phép lọc và hấp thụ khí CO2 trong khí quyển mà không ảnh hưởng đến chức năng khác của máy. Các máy bán hàng tự động thông thường hút không khí xung quanh và chuyển đổi thành không khí lạnh hoặc nóng thông qua hệ thống điều hòa không khí. Tuy nhiên, lượng CO2 hấp thụ bởi mỗi máy bán hàng tự động mới có thể bù đắp tới 20% lượng khí thải CO2 được tạo ra trong quá trình sản xuất điện sử dụng để vận hành máy. Mỗi chiếc máy dự kiến hấp thụ được khoảng 60 kg CO2, tương đương với 20% lượng khí thải carbon mà nó tạo ra mỗi năm. Khoảng 30 máy bán hàng tự động loại mới đang được Asahi Softdrinks thí điểm chủ yếu ở khu vực Kanto và Kansai ở Nhật Bản vào tháng 6 tới, đồng thời có kế hoạch mở rộng quy mô bắt đầu từ năm 2024, sẽ thay thế toàn bộ 260.000 máy bán hàng tự động cũ của Asahi trên toàn quốc. Các loại máy bán hàng tự động đang ngày càng tiết kiệm điện hơn nhưng việc chúng hoạt động 24 trên 7 cho thấy một lượng điện khổng lồ được sử dụng mỗi ngày. Chúng tôi hy vọng sản phẩm mới của Asahi sẽ hữu ích cho mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050. Hiện tại, Nhật Bản có khoảng 4 triệu máy bán hàng tự động giảm từ hơn 5 triệu máy của một thập kỷ trước. Người ta có thể mua nhiều thứ từ các máy này, từ đồ chơi tới trứng cá muối và đồ uống. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất máy bán hàng tự động, loại máy này chiếm hơn một nửa thị phần bán đồ uống. Tuy nhiên, bài toán khó là thị trường của các máy bán hàng tự động đang thu hẹp từng năm và có thể sáng kiến của Asahi sẽ trở nên ít tác dụng hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động ngày hôm nay.